Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thái Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy để cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hơn hay hơn nữa nhé. Chúng ta sẽ có một cái sự kiện lấy ngọc trai anh em ạ. Lấy ngọc trai dưới đáy biển. Ui, xịn xò phết nhờ. Ở vấn đề này vẫn là con đua VIP thôi ha. Game này, 200 game này. Rainbow Token này. Ok, mấy cái này thì nó khá là cũ rồi anh em ạ, cũng không có gì mới mẻ cả. Triple Offer, Win of Time. Thật ra là cũng không quá ngon đâu. Cái đấy là phải mua tiền anh em ạ. Có cái gì khác ngoài cái này không ta? Hết rồi anh em. Không có sự kiện gì mới à, có sự kiện mới đây. Nhưng mà ở đây thì cũng không có cái gì cả. Chúng ta sẽ mở cái hòm trước nhá. Đây, sẽ mở cái hòm này ra. Trong hòm này nó cũng có một vài thứ, đó chính là hai viên game. Ok, rồi sau đó chúng ta sẽ vào trong này để làm gì thì chúng ta sẽ vào trong cái tray này để, à không phải tray, nhầm, ấn vào shop để mua chứ anh em. Đấy, mua hết tất cả heroic à, vì nó được free, nó giá rất là rẻ, không mua thì rất là phí. Mình phải nói với anh em là không mua thì cực kỳ phí luôn ha. Rồi anh em ơi, bây giờ thì mình sẽ recall con Ice Dragon. Đấy, có mà. Ok anh em. Rồi và chúng ta sẽ có những con rồng gì mới ở trong cái sự kiện lần này nào, cùng xem nhé. Cái mê cung này gần như là không thể đi được anh em ạ. Mình đã đi qua rất là nhiều nhiệm vụ cái mê cung này nhưng mà nó sẽ không không đi được đâu. Ở đây thì sẽ có Sea Virago. À, con này khá đẹp. Sea Virago Dragon. Bên này sẽ là Aqua King ạ. Mấy con này có rồi nhá. Con này hình như mình cũng có rồi này, Captain Dragon. Thuyền trưởng anh em ạ. Thuyền trưởng Luffy mũ rơm. À không, cái này thằng có giống Zoran hơn anh em. Có giống Zoran hơn, có một con mới nữa đó chính là con Shellcannish. Con này con khủng long à? Giống khủng long à, con này con mới cứng này. Con này với trứng VIP mythical thôi anh em. Không, có thêm con nữa này. Con này là con Fishmonger mình có rồi. Con này có gì? Captain à? Thuyền trưởng. Chúng ta chỉ cần tìm cái từ gọi là Captain nó sẽ là ra thôi. Ok, Captain. Không có, chưa. À, con này Epic anh em ạ. Epic thôi, lấy cũng được. Ok. À, và trong cái sự kiện xếp hình thì có cái gì? Thì có ba con mới. Ui đẹp đấy, có một con VIP mythical, con cá voi ạ. Ui cá voi đẹp thế, cá voi. Ui anh em mà lấy con này thì đúng là hết nước chấm luôn nè, nhưng mà lấy sao à, lấy sao con cá voi đấy lấy được thì hết nước chấm luôn. Thế nhìn ngon, nhìn xịn rồi anh em thấy xịn không? Tôi thấy xịn vãi cả lều luôn ấy. Rồi thì tập trung làm nhiệm vụ để lấy coin đây ha. Breeding trứng CN Lion cho thú ăn. Collect food. Ok. Đầu tiên là breeding trứng CN Lion trước. Nó khá là dễ thôi. Mình tìm con biển thôi. Con mới đẹp nhỉ. Vãi đạn luôn. C. Đây. Archangel. Anh bạn vãi đạn. Archangel. Ở đâu? Đấy, có ô chưa? Mình toàn bị ấn nhầm anh em. Ok, đây rồi. Điên nhỉ. Chen. Toàn ấn nhầm. Đấy, ấn bây giờ mới được này. Mất thời gian quá anh em. Cho em mất thời gian vào cái con rồng quá nhỉ. C thì dễ dễ không, C thì tìm rất là dễ. C thì mình đủ rồi. Archangel thì mình cũng đủ thôi. Đấy, vẫn đủ mà anh em. Xong rồi chúng ta sử dụng cái breed đi nhanh ấy là đẹp. Chen. Ghê.
ở đâu, ở trên ghe hoặc là như thế nào trước cũng được. Hai con này thì đều như nhau anh em nhé. C C và Archangel rồi đấy. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Bên này thì mình sẽ get game này, lấy thêm viên game này. Bên này làm gì đây? Cái này là cái chuyên chuyên đinh thôi, thôi thôi, không phải cái này. Phải mình sẽ phải là cái breeding anh em ạ, shorten breeding. Rồi bây giờ thì phải lại phải trồng food này, nhiều việc phết đấy nhỉ. Chúng ta sẽ trồng cái 1M trước, trồng khoảng 4 cái 1M trước, 4-5 cái 1M trước. Rồi mình nghĩ là trồng bằng này một cái 1M là vừa phải. Xong mình sẽ trồng thêm một vài thứ linh tinh. Ok 3M, 3M, 3M. Ok anh em, bên này cũng sẽ là 3M luôn. Đấy, bên này cũng sẽ là 3M. Full 3M luôn nhé. Tất cả sẽ là 3M hết. 3M, ok. 3M. 3M. Rồi anh em ơi, chúng ta full mấy cái 3M bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái gì tiếp? Bây giờ mình sẽ giảm cái thời gian breeding là xong. À, giảm thời gian sản xuất food xong xong. Đấy. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta tiếp theo là nhiệm vụ cho mấy con thú này ăn này, cho mấy con rồng này ăn này. À, đẹp. Ok, ui, một phát 196k. Đắt đỏ thật sự luôn. Win quest à? Quest thì rất có rất là nhiều quest thôi, chắc chắn là sẽ rất là nhiều quest dành cho anh em. Đấy, thấy chưa? Mua vực quest Dubai. Ủa, nhiều lắm. Nhiều quest một cách thật sự luôn. Đánh tẹt gà luôn. Nhờ. Cho sẽ cho tiếng nó nhỏ tí tí. Tiếng có lẽ nó sẽ hơi cũng hơi to một chút. Nhưng không sao. Sandstorm, bão cát sa mạc, tấn công luôn nhờ. Ai một chiêu này nữa này. Một chiêu này đã bay màu. Rồi anh em ơi. Open đua Pralimon Dragon. Nó yêu cầu là đúng một nhiệm vụ thôi, không quan tâm lắm. Cái nhiệm vụ đầu này làm liên tục được anh em này. Đã dã man. Cho ăn 30.000 thôi. Kiếm con rồng nào nó vừa vừa thôi. Không nhất thiết là phải. Con rồng kia nó hơi hơi tốn. 30.000 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 30. Quá đẹp luôn. Quá vừa phải luôn. Win cho ra win quest. Lại win quest. Làm hết quest luôn anh em ạ, full quest luôn. Cái này có thể kiếm thêm được game này. Quét mình có tận đến, ủa nhiều quét thế. À không không nhiều quét lắm đâu anh em ạ. Cái này là nhiệm vụ đua, có nghĩa là sẽ cần cái con đua Palimation gì đấy. Ok anh em chiến thôi. Bộ đập. Rồi anh em ơi, chúng ta dùng cái Ninja Star nha. Đấy, tiếp tục là sử dụng cái Ninja Star luôn. Sandstorm, báo cát sa mạc, một mình có thể cân được bọn này hết. Rồi anh em, move quest của chúng ta cũng đã xong. Chúng ta cũng đã xong cái move quest ở đây. Claim này. Collect gold ạ. Collect gold. Chú ăn khoảng 25.000. Nhưng mà nhiệm vụ này sẽ bị dừng lại rồi, cũng không thể làm thêm ở đâu. Theo như mình nhớ là cũng không thể nào mà làm thêm nữa. Dừng rồi, tại vì là win quest thì lấy đâu ra quest đúng không? Chúng ta có một cái nhiệm vụ quan trọng hơn nữa. Cái này là boost combat đúng không? Boost combat lên đấm cho nó khỏe anh em. Rồi anh em ơi, và chúng ta sẽ vào cái Arena Master này. Chết rồi, còn có 5 ngày mà mình không đấm nhau là mình toang rồi.
là không lên được cái 11.000 điểm để nhận nhận quà đâu. Chết giờ thật sự là... Acid Rain tấn công thôi. Acid Rain tiếp, rồi bắn một đấm. Beehiver tạo 90 mấy nghìn máu ấy. Bonzo với 127.501 máu. Legion Spell. Legion Spell tấn công tiếp 90.000. Đấy. Ok. Và rồi chúng ta sẽ có, đó chính là 3 trên 20 nhá. 40, 46 và 45. Vẫn hạ được. Nếu chúng ta chăm chỉ đánh thì thoải mái thôi. Chẳng vấn đề gì. Đấy, một mình có thể cân được hết. Nó rất mạnh. Heroic này thì siêu mạnh rồi. Có con nào khắc chế không? Không có con nào khắc chế luôn. Thì mình đánh bằng cái đam to nhất mình thôi là 1.800 thôi. Hai chiêu giữa và chiêu cuối là đánh được thôi. Ok. Acid Rain này 80 mấy nghìn, 81.000 máu này. Khỏe phết nhờ. Claim với chúng ta được là 6 trên 20. Đấy. Hợp lý phết. Và rồi chúng ta skill nhé. Xin chào lại anh em, chào cái tập kế tiếp nha. Bye bye.